Chương 5, bài 1, bài đàm thoại, các môn thể thao, trang 128. Cường: ở Mỹ có nhiều môn thể thao hay ghê. Cường made a comment. There are many good sports in America. Cúc: Cường muốn chơi môn nào? Cúc asked Cường. What do you want to play, Cường? Cường: Cường muốn chơi golf nhưng thẻ hội viên đắt quá. Cường responded, I want to play golf, but the membership card is too expensive. Linh: Thì Cường chơi bóng chày đi, còn Cúc thì sao? Linh suggested, then you should play baseball, how about you, Cúc? Cúc chỉ mê bóng đá thôi. Cúc replied, I only love soccer. Chương 5, bài 1, bài tập đọc, các môn thể thao, trang 128. Người Mỹ rất thích thể thao, họ thích bóng rổ, bóng bầu dục và bóng chày. Họ cũng thích trượt băng và đua ngựa. Người Việt ưa chuộng bóng đá nhất. American people really like sports. They like basketball, football and baseball. They also like ice skating and horse racing. Vietnamese people favor soccer the most.